Quý 4 năm 2024 được coi là thời điểm quan trọng với nhiều dự án giao thông lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà trên khắp các công trường đều đạt được những cột mốc lớn về mặt tiến độ. Chẳng hạn như các dự án kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, như công trường nơi tôi đang đứng đây là một ví dụ. Dự án mở rộng quốc lộ 50 nối thành phố Hồ Chí Minh với Long An đang trong giai đoạn đẩy mạnh thi công. Sau khi người dân vừa đồng loạt ra mặt bằng, toàn bộ dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Bên cạnh đó, dự án mở rộng đường tỉnh 830C giữa Long An với thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa được công bố sẽ mở rộng lên 22-30m, dự kiến cũng hoàn thành vào năm sau. Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh Long An cũng đang tăng tốc sau nhiều năm trì hoãn. Thực sự là những tin vui với người dân. Mình làm việc tại Sài Gòn, nhưng mà nhà của mình thì ở Long An, và khi nghe những cái tin như vậy thì mình rất là vui, tại vì nó sẽ rút ngắn được cái thời gian đi làm của mình, và cái thứ hai là chắc chắn là quê hương Long An của mình thì sẽ phát triển hơn. Ngày 1 tháng 10, bảng thông tin dự án vừa được dựng lên. Đường Tân Thới Hiệp 21 ở cửa ngõ Tây Nam chính thức được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chi 1.300 tỷ để mở rộng. Đây là công trình đã được người dân và chính quyền khu vực này chờ đợi nhiều năm qua. Tuyến đường này thì có hiện trạng từ 6 đến 8 mét, thì mở rộng lên là 25 mét. Nó hoàn thiện cái quy hoạch giao thông của quận 12 nói riêng và thành phố nói chung, đồng thời kết nối giữa quốc lộ 1A với là cái hướng Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 9, cầu lớn nhất đường vành đai 3 nối liền thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai vừa hợp long. Đầu tháng 10, cầu Nam Lý ở thành phố Thủ Đức cũng đã thông xe trong sự vui mừng chào đón của người dân. Tiếp đến sẽ là hàng loạt dự án giao thông quan trọng khác như 43 km đầu tuyến quốc lộ 50, hai nhánh hầm đường Nguyễn Văn Linh, ba gói thầu nút giao An Phú, cầu Bà Hom, cầu Tân Kỳ Tân Quý và hàng loạt dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Nếu mà chúng ta đi ở thành phố hiện nay, các bạn sẽ thấy gần như một cái đại công trường với nhiều cái khu vực thi công, và đặc biệt là cái công tác bàn giao mặt bằng đã được bà con ủng hộ, và hàng loạt dự án, khoảng 15 gói thầu và dự án giao thông sẽ được là hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân thành phố. Đương nhiên, đi kèm với tin vui này vẫn còn những nỗi lo về đảm bảo nguồn vốn, cung ứng nguyên vật liệu khan hiếm như cát xây dựng cho các dự án và tổ chức giao thông song song với quá trình thi công. Áp lực giao thông sẽ rất lớn khi cả thành phố như một đại công trường với nhiều dự án cùng tăng tốc, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán.